Què vậy? Què vậy ta? Đố anh đuổi được em, đố anh đuổi được em. Anh đuổi được em rồi. Tổ sư anh. Anh đuổi được em rồi. Không có happy một tí nào luôn. Cái tiếp theo gì nhỉ? Poppy 3. Thảo nào nó bán mất con rách của nó lên cái Poppy. Còn đéo gì đây? Alo. Mà ôi còn hai con Poppy bạn. Dù mê nó váng đầu quá. Ai ôi cái đầu nó bị nhức nhức các bạn ạ. Ai cái đầu nó nhức ai. Chà cái đầu nó nhức nhức này. Damn bro. Shit man. Chúng mày chết. Cái này mình lấy thêm cọc thì chỉ cần một cọc còn sống thôi. À, cái này hay đi nha. Câu hỏi này thông minh ha. Tôi không nghĩ là như vậy đâu. Nhỉ? Yeah. Có khi nào không? Đúng cọc đấy. Là phải đúng cọc với người anh em ạ. À. Không có kiểu ấy đâu. Không thể. Tôi nghĩ là như thế này này. Không thể. Thôi xong tôi rồi, toang rồi. Thế bao giờ không? Giết ngay mà. Được. Hack đồ đi em ơi. Anh phải hy sinh một cái slot fan cưng để lấy em vào trong đội hình. Em hack anh ít đồ đi. Please. Để hy sinh cái fan cưng rồi. Ôi. Đau đây Lạc ơi. Đau. Rồi, hai cái trái tim ngon đấy, hai cái trái tim rất ngon đấy. Nếu hack cho con Echo đi, hack cho con Kennen. Tào lao thế. Thằng nào bắn chết cái cọc của mình ấy nhở? Chết thì chấp nhận được. Cùng đao thôi. Chỉ có lắp cùng đao thôi, chỉ rút cho Sona cầm lắp cái huyết kiếm lên một con tanh gì đấy. Này cũng được, con này cầm huyết kiếm thì ngon hơn, nhưng mà muốn để dành thì đã rút đồ Sona thôi, kệ mẹ đi.
Ô. Bài này up được không nhỉ? Bài này có vẻ up cấp được á. Nếu mà đép được vài round thắng đã up cấp được. Để con dích ngon hơn, quên này. No. Bù đậm. Khỏe vậy? Khỏe vậy ta? Tụi anh đuổi được em, tụi anh đuổi được em. Anh đuổi được em rồi. Tổ sư anh. Anh đuổi được em rồi. Không có happy ha. Không có happy một tí nào luôn. Kéo gì nhờ? Poppy 3. Thảo nào nó bán nó con rách của nó lên con Poppy. Con mẹ cái đéo gì đây? Alo. Mà ôi còn hai con Poppy 3. Đù mê nó váng đầu quá. Ai ôi cái đầu nó bị nhức nhức các bạn ạ. Ai cái đầu nó nhức ai. Chả cái đầu nó nhức nhức này. Gửi đến anh đôi lời. Yêu nhau không thôi. Những thứ anh mong chờ. Cái gì nữ vậy? Thì cũng vậy. Cái thế nhỏ. Bảy tầng em đánh rách thì tôi bắn nó lủng mím rồi đấy. Ra comeback rồi. Ra rồi khỏe lắm.